Hãy subscribe cho kênh nên long đang ở mấy tiếng lo ra trò cánh mình tròn nhận lo trò cánh mình tròn này như muốn anh đấy là đang gài nữa chứ đâu luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi xe ổn mới hiểu nó là đi đâu. Cảm ơn em đã giúp anh. Đến xe, bây giờ tôi mới đến xe. Chân bước ra. Duyên rồi. Duyên chứ hả em? Đừng ra hậu à. Máy gì? Ôi dô. Ôi dô. Ôi dô. Nói chị là một cái con như thế này trời. Bọn em ước đi hai người chứ hai cái. Rất cảm ơn. Hai năm nữa cắn một cái thì còn đấy. Nó lao đi á. Đẹp hơn, nhìn thấy dân tộc đẹp hơn mà. Chơi giờ. Quái đúng sao ba? Quái à? Chơi đó. Nhá cô. Nhá chính diện anh đẹp, miếng miếng anh đẹp đâu đó. Chẳng đâu cha mới đến chẳng đấy, tắt đúng đúng đi cô vô. Thôi là quái cha đấy là cô vô đó. Anh nhá đây anh quái đâu tắt đúng bao mà. Đã. Tao giúp cho mày xem với anh kiếm cái giúp tao tao giúp cho mày xem. Ê đâm. Ê đâm. Lòng phải khăn này chị. Nó khăn là chị gạo ấy. Nó dối đâu bảo nó xỉn bê. Thật kế bằng thôi. Thế này đi mà. Thế này gọi là níu. Em bảo đắng này không lên được mà. Thì thấp này cao quá. Tài xế thì kém. Mà đắng này là lùi đến tận nhà cô dâu cơ mà. Thế mà có cái để gánh không thì... Thế nào ai? Thế nào đấy? Xe trên, xe trên. Xe trên. Chị ơi, lên mở cửa đi chị ơi. Để lên được. May mắn thế nhỉ. Đi rất là có duyên thật đấy. Thế mà cắn được quá đi. Cái này là quan trọng nhất. Cắn được quá đi, mệt quá đi à. Thôi nước thì để một dịp khác uống đi. Xong việc rồi chai rồi, xong việc rồi là xong việc rồi là mình rút lui để hôm tới mình quay lại mình nhà ra thì mời nước. Tôi gánh hồ thế này lấy lại cho em chén nước cho anh uống à. Anh mới quay lại, anh muốn quay lại để mời em lên. Quay lại đây được uống mới mời em nhiều chén nước chứ không phải một chén. Cầm nước theo em chứ. Thế mà lại em mùi lại 200. Đấy là bay được không? Đấy là bay được không? Mùi vầy giá nó đang phải còn đắt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi mi đã mà bên nó ăn phân cha để ăn nha.
Nó chè biến. Học về sẽ nếu mà nó đi đi đấy cho khỏi mình bụi ra một đặc đoán cái nhà nó đi kiếm tiền là coi bây nhà nó đi lổ đó biết biết ăn sao cháu đấy nó ăn chung với nhà mà thằng xin là bụi cái 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 bụi nói con gì nha, con gì hay con gì con lao nữa hả chị, mấy con dụng nè, con gì nha con lao con làm cái ổn cái cao khô đi ăn buồn khó cái này thì nói hả? 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 Cái này th
chị nó sẽ ai đó thế hiện cái nhung cả nhung cả con nó chết là muốn bị to nó phải chào là chén đi đầu chén đi dọc chén đi chị lại cả lại nữa chúng ta nó ไอ้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 ไอ
cái chỗ cũ nhà nó đi đó. Hàng mà ho rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
9 giờ kém 20. Ồ. Chơi đó, ba nhìn cái nó pha ba cái đẹp quá cho sự. Mà bây nó sẽ phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ช่วงก็ได้โอ้
Tiến hành chuẩn bị lên đường. Cái đi. Cái đi.